Mazda CX-30F là mẫu xe chạy điện mới đã lần đầu tiên chỉnh làng trong triển lãm ô tô Thượng Hải 2021 diễn ra vào tháng 4 đầu năm nay. Sau gần nửa năm, mẫu xe này mới được tung ra thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này vốn là phiên bản chạy điện của SUV cỡ nhỏ CX-30 và dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Đồng thời, CX-30F còn là mẫu ô tô điện sản xuất tại Trung Quốc, đầu tiên của thương hiệu Mazda. Trái tim của Mazda CX-30F là motor điện kết hợp với cụm pin 61 kW, cho phép xe chạy hết quãng đường 450 km sau khi sạc đầy pin. Cụm pin này được hàn bên dưới gầm làm giảm chiều cao gầm của xe. Điều này không thực sự lý tưởng cho những con đường tại Trung Quốc. Để đảm bảo chiều cao gầm phù hợp cho xe, hãng Mazda đã dùng đến hệ thống treo nâng cao gầm. Ngoài ra, hãng Mazda còn bổ sung nẹp nhựa màu đen xung quanh thân xe nhằm che giấu cụm pin. Bên ngoài, Mazda CX30F có thiết kế khá giống với CX30 dùng động cơ đốt trong thông thường. Trên đầu xe, mẫu ô tô điện này được trang bị lưới tản nhiệt màu đen cỡ lớn, với nẹp mạ chrome sáng bóng bao quanh. Vì là ô tô điện nên lưới tản nhiệt này bị đóng kín hoàn toàn và chỉ có tác dụng làm đẹp cho xe. Nẹp mạ chrome của lưới tản nhiệt kéo dài sang hai bên, bao quanh cả cụm đèn pha LED hình lá liễu. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm khá rộng đèn sương mù trước thanh mảnh và cánh lướt gió dưới cản trước. Bên sườn, ngoài nẹp bằng nhựa màu đen dày dặn kể trên, xe còn có cánh lướt gió mới, khác biệt so với CX-30 thông thường và bộ vành hợp kim 19 in. Tiếp đến là kính cửa sổ của xe khá hẹp với nẹp mạng chrome, ba g nóc và cửa sổ trời. Đằng sau, xe được trang bị đèn hậu LED giống CX-30. Trong khi đó, cản sau của xe được thiết kế mới theo phong cách tương đồng với cản trước. Thuộc phân khúc xe điện cỡ nhỏ. Mazda CX-30F có chiều dài 4.410mm, chiều rộng 1.852mm, chiều cao 1.655mm và chiều dài cơ sở 2.672mm. So với CX-30 thông thường, mẫu ô tô điện này dài hơn 15mm, rộng hơn 57mm, cao hơn 115mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 17mm. Bước vào bên trong Mazda CX-30F, người lái có thể cảm thấy quen thuộc vì nội thất khá giống với CX-30 thông thường. Xe có vô lăng đa chức năng 3 chấu, bảng đồng hồ kết hợp giữa màn hình kỹ thuật số 7 in và đồng hồ analog, cũng như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8.8 in nằm độc lập trên mặt táp lô. Trong khi đó, hệ thống điều hòa tự động hai vùng đi kèm màn hình riêng và hai núm xoay hai bên. Những trang bị đáng chú ý khác bao gồm cửa cốp chỉnh điện, giải đèn LED định vị ban ngày, mở cửa không cần chìa khóa, hệ thống âm thanh 8 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái, ghế bọc da và camera 360 độ. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Mazda CX-30 phiên bản chạy điện dao động từ 559 triệu đến 706 triệu. Xe cộ, xe cộ trên XX